ok chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của mình hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm video về game mobile legends và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói đến cái sự kiện mới của đợt này các bạn nhé hiện tại thì nó đang diễn ra sự kiện mùa xuân các bạn ạ và trong cái sự kiện đợt này thì nó sẽ có hai cái tài nguyên chính để các bạn có thể nhận được và cũng như là đổi đồ từ hai cái tài nguyên đấy đó là hoa và trứng cái trứng này thì tương đương với việc là lễ phục sinh các bạn ạ thì nó sẽ có trong cái sự kiện này luôn thì sẽ có rất là nhiều cách để các bạn nhận hoa và trứng thì bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn xem qua cái sự kiện đợt này các bạn nhé cái việc đầu tiên là khi các bạn đăng nhập hàng ngày vào có 14 ngày sự kiện này nó kéo dài 14 ngày các bạn nhé và trong 14 ngày đấy các bạn sẽ nhận được 140 hoa tương đương việc mỗi một ngày các bạn sẽ nhận được 10 hoa ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi chỉ còn tầm khoảng hình như là một tiếng nữa đúng rồi một tiếng nữa thì sẽ đến ngày thứ tư thì mình sẽ nhận được 40 hoa Các bạn cũng có thể nhận hoa được từ việc là các bạn à, à, Cái gì nhỉ Thu hoạch trong chiến dịch Đây bây giờ mình sẽ thử thu hoạch xem xong có bao nhiêu các bạn nhé Bây giờ hiện tại là mình đã nhận được 27 trên 140 này Và đây Ok đây là có 8 hoa 8 hoa các bạn nhé Thì à, tất nhiên là con số này nó sẽ cộng lên 27 cộng 8 là 35 Và các bạn sẽ chỉ nhận được 140 uh, hoa kịch kim Trong cái uh, Uh, thu hoạch uh, loot đấy thôi. Cái uh, thứ ba là các bạn có thể nhận được ở trong arena từ việc là các bạn đánh trong uh, đây trong 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 đấu trường các bạn nhé. thì đấy là các bạn cũng có thể nhận hoa và cái số lượng hoa nhận được kịch kim ở trong cái arena là các bạn sẽ nhận được 150 trăm các bạn sẽ nhận được hoa từ việc các bạn share cái này lên Facebook này Các bạn sẽ nhận được luôn 10 hoa Và tổng số lượng hoa nếu như các bạn đạt được tất cả Các bạn sẽ làm tất cả và các bạn đạt được Thì các bạn sẽ nhận được đâu đó là 440 hoa các bạn ạ Kịch kim là 440 hoa là các bạn sẽ có thể đạt được nếu như các bạn làm hết còn về cái lễ phục sinh có nghĩa là trong cái sự kiện ở mùa xuân đợt này thì nó sẽ nhận các bạn sẽ nhận được 200 trứng từ việc là các bạn sẽ sử dụng game để, để 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 lấy trứng các bạn nhé Hình như là các bạn sẽ phải sử dụng là đây. Cứ mỗi một lần các bạn tiêu 200 game thì các bạn sẽ nhận được một trứng và tổng số lượng trứng các bạn nhận được là 200. Thì cái trứng cái hoa này, cái hoa này thì các bạn sẽ chỉ nhận được 440 thôi. Còn về trứng thì các bạn sẽ nhận được đặc biệt thêm từ cái cái super value package này. Thì ở đây có bốn mốc nạp khác nhau các bạn sẽ có thể nhận được ờ, nếu như các bạn nạp các bạn ạ cái này thì mình chưa nạp mình cũng sẽ không nạp làm cái gì cả thì như là đây 4 mốc mỗi một mốc của nó thì có cái limit thì như là 1, hai ba thì có một lần này và cái mốc thứ tư thì các bạn sẽ nạp được hai lần thì đấy là một cách <laughs> các bạn có thể nhận được chứng nhanh hơn nữa Uh, và cái trứng cái hoa này thì các bạn sẽ dùng để trong đổi đồ ở đây sẽ có bốn loại phần thưởng khác nhau để các bạn có thể đổi đồ các loại thứ nhất là sẽ liên quan đến đồ, đồ 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 các bạn đổi cái trứng luôn luôn là là là, là, là hiếm hơn cái hoa các bạn ạ thì như các bạn cũng đã thấy đây cái trứng thì toàn đồ ngon cái hoa thì đồ là gọi là đồ cơ bản thôi cái đầu tiên là các bạn có thể đổi đồ này cái thứ hai là các bạn có thể đổi uh, show của nó này của nó này. Cái này bây giờ hiện tại cũng đang rất là quan trọng các bạn ạ. Cái thứ ba là các bạn có thể đổi lấy tài nguyên. Những cái tài nguyên mà các bạn cần trong game. Cái thứ tư là các bạn sẽ đổi lấy tướng. Hiện tại thì đây mình sẽ ấn thử xem các bạn Các bạn nhìn thấy rồi đấy. Hiện tại thì còn phải 4 ngày nữa mình mới được đổi đồ, có nghĩa là tương đương cái sự kiện này kéo dài 14 ngày và 8 ngày đầu tiên thì các bạn phải tích tài nguyên các bạn ạ. Có nghĩa là phải phải phải, phải lấy hoa và sau khi đó thì cái ngày thứ 8 trở đi thì các bạn có thể đổi đồ. Và nếu như có một lời khuyên nào đó thì mình sẽ khuyên những bạn mới chơi hay là đang chơi. Còn những anh em nào đã chơi quen thuộc cái game này thì mình không nói làm gì. Các bạn sẽ để ý đến những con tướng, con tướng nào phù hợp, con tướng nào các bạn cần thiết thì hãy đổi trước. Sau khi đó thì các bạn hãy qua đội lấy cái này các bạn nhá. Những cái này để kích hoạt cái số của nó lên rất là rất là cần các bạn. Rất là cần mình cũng vậy mình đang rất là cần chẳng hạn như cái Chào con tổ long này của mình thì mình lại không kích hoạt được nữa Tại vì nó cần sang một loại, loại loại tài nguyên khác các bạn ạ Còn con này thì mình lại đang thiếu các bạn nhìn thấy không Con này thì mình lại chưa kích hoạt lên này Đâu rồi ta, đây Đây mình cần Let's kích hoạt con này relax. lên nữa Mình cần kích hoạt cái này nữa, cái này cần 20 Để kích hoạt được cái yeah, Soul skill linh hồn. Ok và bây giờ thì mình sẽ chốt lại cho anh em à đúng rồi, quên mất các bạn. Các bạn à, hãy nhận cái con 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 Lunox ở đây nhá. Nếu như các bạn nào đang có con Lunox thì mình nghĩ là như thế này này, đối với những con tướng mà của hệ mình phải nói luôn đối với những con tướng thuộc hệ à trật tự và hỗn loạn ấy đấy là những hai cái loại dạng mới thì sau này thì mình chắc chắn với các bạn là hai cái hệ đấy sẽ rất là mạnh thế nên là anh em chú ý nếu như có thể các bạn hãy cố gắng tích cho mình những cái con tướng mà liên quan đến hai cái hệ đấy để các bạn có thể chơi hiện tại con lunox rất là mạnh các bạn ạ nhưng mà không có nghĩa là các bạn sẽ sử dụng hết một loạt tài nguyên trong chẳng hạn như cái game ghiếc vào cái con Lunox này làm gì cả. Các bạn phải tính thật kỹ cái sự kiện nào chơi như thế nào cho nó hợp lý các bạn nhé Chẳng hạn như cái sự kiện lần này này, các bạn sẽ tiêu 200 uh, uh, tiêu game để nhận được cái quả trứng thì các bạn phải tính thật kỹ là các bạn sẽ sử dụng 200 quả trứng này nó như thế nào. Ở trong đây cũng có cái uh, cái con Lunox này các bạn nhá. Nếu như có thể thì các bạn sẽ nạp lấy cái uh, 100 quả trứng nữa. 100 quả trứng từ đâu? Đây 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 đây. 100 quả trứng từ đây này. Từ cái mục số 3 nạp mục số 3 hơn một củ gì đấy thì các bạn sẽ được con Lunox. Thế nhưng mà mình nói với các bạn rồi, các bạn phải tính thật kỹ, các bạn phải tiêu game. Có nghĩa là một game thì các bạn sẽ được à đâu, 200 game thì các bạn chỉ mới được một quả trứng thôi. Thế nên là các bạn phải tính kỹ xem có đủ đủ để các bạn nhận 200 quả trứng không các bạn nhá, không cứ mình thấy là nhiều bạn bị mắc phải, có nghĩa là tiêu game tiêu 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 kem kiểu là cứ tiêu trước đi rồi lại tính sau thì nó là không hợp lý các bạn ạ nó là không hợp lý Ok sự kiện mới đợt này thì chắc là cũng không có gì nhiều mỗi cái là nó tặng cho mình cái con Lunox mới và cái sự kiện ở mùa xuân đợt này thôi các bạn ạ cũng không có gì nhiều cũng rất là dễ để hoàn thành nó có mỗi cái sự kiện là về trứng thì các bạn lại phải tính toán thật là kỹ để 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 nhận được hết tất cả các chứng này. Phải tính cái lượng game mà các bạn có được. Còn trong video ngày hôm nay thì mình nghĩ là đây là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái sự kiện mới đợt này. những video tiếp theo thì mình sẽ cố gắng làm nhiều hơn chẳng hạn như về mê cung hay là về tiêu điểm tướng, những con tướng đang có mình sẽ làm video về những con tướng đấy. hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình trong những video tới còn à, bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này và xin hẹn gặp các bạn ở những video clip sau